Chào buổi sáng ông bà cô chú ơi, sáng nay em Chi chuẩn bị ăn sáng đi học nè ông bà cô chú. Ê trời ơi, cái cặp này là tối hôm qua Kim dạy Chi tiếng Việt xong rồi để đây luôn rồi. Con lấy cái cặp đó lên nhà mẹ Chi. Rồi mẹ cảm ơn Chi nha. Rồi đưa đây mẹ để bên đây nè, chiều nay đi học về học bài tiếp ha. Rồi con chào ông bà cô chú coi. Con chào ông bà cô chú. Ừ, sáng ra rồi ngồi giống như đi xe lửa vậy trời. Hả? Ngồi ghế vậy đi giống đi xe lửa nói đuôi nhau vậy đó hả? Con uống sữa nữa nha. Rồi chị ăn giỏi nha, mẹ lên thay đồ nữa. Mẹ chưa thay đồ. Cho chị ăn đây đi. Sáng không thay đồ rồi cho chị trước rồi cô chú. Ăn xong rồi sẽ đi học. Hôm nay trời mưa mọi người, hôm nay sẽ dẫn chị đi bằng xe bus nha cô chú anh chị. Xe bus. Rồi chị ăn ngoan nha con nha. Giỏi. Ngồi bên đây ăn đi. Sao mà ngồi ở đây vậy trời? Kim đã đưa chị đi học rồi cô chú anh chị. Bây giờ Kim đi bộ về hết mọi người. Thì bình thường nếu mà mình đi xe đạp đó là khoảng 7-8 phút hả cô chú anh chị. Còn đi xe bus là khoảng 20 phút. Là tính luôn cái khoảng thời gian mà đi bộ từ nhà đến bến xe bus. Rồi từ bến xe bus tới trường hả cô chú anh chị là khoảng 20 phút. Còn mà đi bộ về nhà đó mọi người là tới 30 phút lận cô chú anh chị. Kim đi bộ hồi nãy giờ Kim canh là gần 30 phút rồi. Nhưng mà còn một khoảng đường nữa thì mới tới nhà. Chắc đi tới nhà là khoảng 30 phút đó cô chú anh chị. Cái đó là đi do chắc là mình nhỏ con, cái chân mình ngắn, mình đi chậm á mọi người. Hôm nay là thứ năm là cái ngày đổ rác ở trong cái khu phố của Kim hả cô chú anh chị. Sáng ra là trời mưa bụi nhạt nhòa mọi người. Trời vô bây giờ là đầu thu rồi. Mới tuần trước là 26-27 độ ha. Tuần này là đã xuống rồi cô chú anh chị. Hôm nay là có mười mấy độ thôi. Nhưng mà sáng nay là ấm hơn ngày hôm qua mọi người. Sáng nay là đến 16-17 độ lận. Còn sáng hôm qua có 10 độ thôi cô chú anh chị. Sáng hôm qua trời không có mưa nhưng mà có 10 độ. Chở em Chi đi học bằng xe đạp đó cô chú. Thì em Chi than lạnh. Mặc dù là có mặc áo khoác rồi ha, là lạnh hai cái chân do là mặc cái váy tới đầu gối đó cô chú anh chị. Rồi mang cái đôi giới cao lên nhưng mà vẫn lạnh ở dưới cái chân hả mọi người. Để giờ bữa tuần sau khi mà ba của Chi về á thì Kim sẽ nói ba Chi đi mua cái quần, giống như quần leggings jean để mặc ở trong bên trong cho em đỡ lạnh hả cô chú anh chị. Kim có mua cái bánh táo này về ăn sáng nè mọi người. Với lại cái chai thuốc ho. Thuốc ho từ lúc mà Kim qua bên đây là cả 3 tuần rồi đó cô chú anh chị, vẫn chưa hết ho đó mọi người. Mà buổi đêm bên này bây giờ lạnh á, đêm là càng ho dữ nữa. Ho không ngủ được luôn á cô chú anh chị. Cái vườn nhà này đẹp quá chừng nè, cái hoa này không có tàn luôn đó mọi người. Trời mưa trời gió gì vẫn đứng im luôn nè. Cái hoa này cái màu nó tím tím đẹp mà xài được lâu quá chừng luôn á cô chú anh chị. Cái bánh này một hộp nó 6 cái mà có 1 đồng mấy hả mọi người, chưa đến 2 đồng nữa. Thì tính ra so với bên đây như vậy là cũng rẻ hả cô chú anh chị. Hôm nay chuyển mùa rồi cô chú anh chị, cho nên là hôm nay Kim sẽ giặt giũ mấy cái bao mền, bao gói gì của hai anh trai của Chi hả cô chú anh chị. Thường thì hai anh của Chi một tuần chỉ ngủ có một đêm thôi ha mọi người. Có khi có tuần là không ngủ luôn. Nhiều khi ba Chi mà bận đi công tác thì hai anh không có đến ha. Cho nên là cứ giao mùa thì Kim mới giặt giũ những cái này ha cô chú anh chị. Còn giống như Chi thì thường là khoảng một tháng hoặc là hơn một tháng Kim mới giặt mền gói của Chi cô chú anh chị. Do là khi mà ba Chi mà đi công tác thì Chi sẽ ngủ với Kim. Còn ba ở nhà thì cuối tuần thì Chi nó mới ngủ cái phòng của Chi cô chú anh chị. Cho nên là cũng ít có ngủ trên giường Chi á. Cho nên là Kim cũng cả tháng hơn tháng Kim mới giặt cái mền gói phòng Chi một lần ha. Còn cái phòng của Kim thì một tháng Kim sẽ giặt khoảng 2-3 lần hết mọi người. Nếu mà xuyên nữa thì mình sẽ giặt mỗi tuần cô chú anh chị. Tại vì giống như mền gói thì cũng giống như quần áo của mình hết cô chú anh chị. Mình ngủ mỗi đêm thì khi mà mình ngủ thì cũng có mồ hôi với lại cái hơi người của mình tiết ra đó. Nó làm cho giường mình cũng có mùi với lại sinh sôi vi khuẩn hết cô chú anh chị. Thì tốt nhất là nếu mình có thời gian hoặc mà mình xuyên nữa thì sẽ giặt mỗi tuần hả cô chú anh chị. Thì như vậy thì sẽ tốt cái sức khỏe hơn.
Và cái mền gói thơm tho thì cũng giúp mình có giấc ngủ ngon hơn hết cô chú anh chị. Kim đã ủi xong 5 cái áo sơ mi đi làm cho ba Chi vào tuần sau nè cô chú anh chị. Mọi người thấy ba Chi là mặc áo sơ mi mấy chục cái đồ đi, áo đi làm luôn cô chú anh chị, mà toàn là một màu xanh thôi mọi người. Đây, chỉ có khác nhau là mấy cái sọc này nó khác khác nhau, nhưng mà nó cùng nhìn nó cũng giống giống thôi à cô chú anh chị. Một màu xanh như vậy thôi đó cô chú anh chị.
Xin chào ông bà cô chú đi học về. Xin chào cô bà cô chú, con đi về. Con nói lớn lên. Xin chào con bà, con đi về rồi. Con đi về rồi, con đi học về rồi. Con đi học về rồi. Giỏi. Chi mới đi học về nè cô chú anh chị, hôm nay là ngày đầu tiên mà Chi học nguyên ngày hả cô chú anh chị, là từ 8:50 sáng đến 3:15 chiều. Thì bây giờ là 3:30 đó cô chú anh chị, Kim mới vừa về tới nhà luôn, là em Chi than đói rồi cô chú. Cho nên làm hai cái bánh này cho Chi ăn nè. Cái bánh này giống như là ở ngoài bột mì, ở trong là xúc xích đó cô chú anh chị. Em Chi cắt kìa, em cây cắt điêu liền luôn. Ghê vậy trời. Giỏi giỏi. Xong rồi cái này Kim để vô microwave 1 phút là nóng lên là ăn hả cô chú anh chị. Cái này cho em Chi ăn đỡ đó, một chút là tới giờ ăn tối đó cô chú. Nay chắc phải ăn tối trễ một xíu, tại vì giờ Chi mới ăn nè, gần 4 giờ rồi Chi ăn. Cái này là chút không có đói, chắc 6 giờ mới ăn nữa. Ngon quá. Ngon quá hả, Chi thích này đúng không? Nóng ngon không? Cắm hai cái chùm này vô luôn để xuống. Rồi con để xuống. Rồi quá trời bao ở bên đây chưa có nè đúng không? Quay qua bên đây, còn quay qua bên đây. Rồi con để xuống đi. Rồi này cầm này lên. Đó. Đẹp rồi đó. Đẹp chưa? Thơm quá. Thơm quá hả? Let's smell it. Ừ, thơm quá. Ừ, thôi Chi cắm hoa đẹp quá ta. Chi cắm hoa đẹp quá nè. Mai mốt Chi cắm được rồi đó. Bên này có nhờ sự trợ giúp của mẹ. Mai mốt quay mai. Cái dao này nó thúi luôn rồi mọi người ơi. Bỏ rùa đó chị dám bắt không? Ui, có con bỏ rùa nè, thấy thương không chị? Cái đứa bò lên tay chị. Nó cho chị lại xem tivi nữa nè cô chú ơi, đây cho con nè. Để xuống, để cái remote tivi lên con. Mommy has orange milk. I already had orange. Ở trường muốn ăn cam rồi hả? Cam với uống sữa rồi hả? Nhưng mà này là Actimel mà. Ăn thêm nữa đi con. Ở trường ăn chút xíu cái gì đâu. Để remote lên kia đi. Để đổ. Rồi tiếp tục giống ngày hôm qua nữa nha. Mẹ sẽ để đồng hồ cát lên nha chưa? Coi hết như đó xong rồi học. Ừ, coi hết cái nhiêu cái đồng hồ cát là học bài nữa đó. Ok. Rồi uống sữa cái chừng đổ cái sofa đó, không có bài cái phòng nha, không bài cái nhà. Bữa nay mày đã nhà mày đã dọn dẹp sạch sẽ đó chi à, thấy không? Ngày nào cũng bài đồ chơi, dọn đồ chơi của Chi á, giết mệt luôn á nha chưa.
Ba mẹ hả? Mình cảm ơn Chi. Ôi trời ơi, tính làm xúc xích cho Chi mà Chi cho mẹ nè cô chú anh chị. Tối nay thì Kim có xúc xích mini nướng cho Chi hả cô chú anh chị. Với lại có cái này là mực với tôm xào chua ngọt. Cái này là gà Kim kho sả hôm qua vẫn còn hả mọi người. Xin mời cô chú anh chị nha. Xúc xích nhỏ nó ngon. Ê, nóng quá con, nóng mới lấy trong lò nướng ra luôn á. Ăn rớt rồi. Ừ, gần phỏng mỏ luôn. Được không? Ừ. Ngon quá. Cái mũ múc. Nè tôm này nhiều lắm nè. Mũ múc hay nẻ trẻ nè, mũ nẻ của con nè. People. It's no fun being a worm. People tread on worms. Dogs dig them up. Now, the growl was back. Where was the growl coming from? From the zoo. From in the fridge, or in Peter Dashroom, outside or under Peter bed? Under Peter bed. Rồi, bấm vô. What? Cái cuối cùng. Cuối cùng, cái dưới cùng á. Cái dưới cùng nữa, đúng rồi. Check. Yeah. Nest. Bảy bấm dưới cuối cùng kìa, bấm chữ nest cuối cùng kìa. Ở dưới cuối cùng. Đúng rồi. What did the polar bear in the fridge want to do with Peter? So, give him a pet, introduce him to Mrs. Polar Bear, is him. Now I know it. Keep it as a pet. Ok, cái đầu tiên. Đầu tiên. Trên cùng. Trên nữa. Đúng rồi. Yeah, next. Why was Peter's heart beating fast? Literal questions. Good readers are always thinking about the text as they read. Answering questions helps us to focus and build better understanding.